quản lý bản thân. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Tổng quan. Quản lý bản thân 2008 của Peter F. Drucker là một chuyên luận về quản lý nghề nghiệp và phát triển cá nhân của một trong những nhà tư tưởng quan trọng nhất của thế kỷ 20 trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Một số ít những người thành công lừng lẫy nhất trong lịch sử, số ít may mắn, chưa bao giờ phải hoạch định quỹ đạo cho sự nghiệp rực rỡ của họ mọi người khác cần nỗ lực đặc biệt để tiếp tục gắn bó đóng góp có ý nghĩa cho xã hội và hoàn thành xuất sắc công việc điều này đòi hỏi sự tự quản lý nhất quán và thận trọng quản lý bản thân là một hoạt động theo đuổi tích cực đòi hỏi nỗ lực có ý thức quá nhiều người thực hiện một cách tiếp cận thực tế khi nói đến sự phát triển nghề nghiệp của chính họ tìm đúng vị trí trong lực lượng lao động có thể mất thời gian khi mọi người bắt đầu sự nghiệp của mình họ không nhất thiết phải biết môi trường và dự án nào sẽ phù hợp với họ nhất theo thời gian họ hiểu được những đặc điểm như sức mạnh cá nhân giá trị và phong cách làm việc kinh nghiệm là một người thầy tốt tiết lộ các lĩnh vực năng lực chuyên môn cũng như sự hiểu biết về thị trường lao động hiểu biết về bản thân là điều kiện tiên quyết để tự quản lý người lao động phải xác định thế mạnh nghề nghiệp của họ bối cảnh mà họ thực hiện tốt nhất và giá trị cá nhân của họ để xác định vai trò và tổ chức nào phù hợp với họ nhất. Chẳng hạn, chỉ có một số người phù hợp để làm việc trong một tập đoàn lớn. Người lao động có thể thiết lập bản thân để đạt được thành công và năng suất cao bằng cách chấp nhận các vai trò và nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh của họ. Sự hiểu biết thấu đáo về bản thân giúp họ thiết lập các thông số chính xác để mọi theo đuổi và dự án đều thành công quản lý bản thân không nhất thiết phải lập kế hoạch cho sự nghiệp đó là về sự chuẩn bị và phản ứng phát triển nghề nghiệp là một quá trình liên quan đến việc đưa ra những lựa chọn đúng đắn cũng như công việc khó khăn và theo thời gian nó có thể biến công việc tốt thành xuất sắc trong thế giới công việc hiện đại mọi người đều là CEO ít nhất là trên cơ sở không chính thức trong lĩnh vực của riêng họ quản lý không chỉ dành cho những người lao động có báo cáo trực tiếp nó dành cho bất kỳ ai muốn có một sự nghiệp viên mãn và hiệu quả. Phần 2: Những hiểu biết chính. Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Phát huy thế mạnh của một người là một chiến lược chuyên nghiệp tốt, tự hiểu biết làm tăng hiệu suất chuyên nghiệp. Các giá trị của tổ chức phải tương thích với các giá trị của người lao động. Người lao động cần cảm thấy như thể họ đang đóng góp có ý nghĩa cho thế giới. Các mối quan hệ ảnh hưởng đến hiệu suất nghề nghiệp của mọi người. Mọi người nên trau dồi sở thích nghề nghiệp bên ngoài công việc chính của họ. Phần 3. Key insight 1. Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Phát huy thế mạnh của một người là một chiến lược chuyên nghiệp tốt. Nhiều người ngạc nhiên là không biết về điểm mạnh và điểm yếu của chính họ với tư cách là những người chuyên nghiệp. Thành tích tốt dựa trên điểm mạnh và không thích điểm yếu, vì vậy sẽ có lợi khi mọi người hiểu được khả năng và điểm yếu của mình một cuộc điều tra chính thức về điểm mạnh và điểm yếu có thể hữu ích vì thường những giả định của bạn đã được chứng minh là sai phương pháp tốt nhất để đánh giá điểm mạnh được gọi là phân tích phản hồi quá trình này rất đơn giản tại bất kỳ thời điểm quan trọng nào trong công việc đặc biệt là sau những quyết định và hành động quan trọng bạn nên dừng lại để suy ngẫm sau đó ghi lại những kỳ vọng của bạn về tác động hoặc những tác động mà quyết định có thể có theo thời gian các lĩnh vực mà dự đoán được chứng minh là chính xác trong 9 đến 12 tháng là điểm mạnh, khu vực có dự đoán không chính xác là điểm yếu. Có thể mất đến 2 hoặc 3 năm để thu thập đủ dữ liệu để tự đánh giá toàn diện. Sau khi phản hồi này được thu thập và phân tích, điều quan trọng là đưa những hiểu biết sâu sắc vào hành động. Kết quả tốt thường bắt nguồn từ điểm mạnh. Các lĩnh vực yếu kém nên được giải quyết thông qua tự giáo dục, nếu có thể, hoặc tránh hoàn toàn. Nhiều người tập trung nỗ lực cải thiện bản thân vào những điểm yếu của họ, đó là một sai lầm. Sự xuất sắc hiếm khi sinh ra từ sự kém cỏi. Các nguồn lực cải thiện bản thân thường được sử dụng tốt hơn để đào sâu các điểm mạnh. Phần 4. Cái nhìn sâu sắc quan trọng 2. Sự hiểu biết về bản thân giúp nâng cao hiệu quả công việc. Mọi người đều có những điều kiện lý tưởng và bối cảnh đặc biệt thúc đẩy công việc của họ tốt nhất. Các công nhân khác nhau có các phương pháp và phong cách làm việc ưa thích khác nhau. Một ví dụ điển hình là cách mọi người xử lý thông tin. Một số người xử lý thông tin tốt nhất với tư cách là độc giả. Những người khác có khả năng nghe hiểu tốt hơn. Một số người học bằng cách ghi chép nhiệt tình hoặc vẽ trong sổ phát thảo. Và một số người xử lý thông tin thông qua cuộc trò chuyện, hoặc thậm chí bằng cách nghe chính họ nói chuyện. Người lao động có xu hướng thành công nhất khi họ tôn vinh khả năng tự nhiên của mình bằng cách thực hiện hầu hết công việc theo phong cách ưa thích của họ. Một ví dụ minh họa là Dwight Eisenhower, là một vị tướng trong Thế chiến II. Eisenhower nổi tiếng với những phát biểu hùng hồn trong các cuộc họp báo. Nhưng lý do giúp anh ấy thành công tại những sự kiện này là vì anh ấy đã có cơ hội đọc và xử lý trước các câu hỏi. Sau này trong sự nghiệp của mình, với tư cách là Tổng thống, Eisenhower tổ chức họp báo mà không đọc trước các câu hỏi. Anh ấy đã làm một công việc tồi tệ khi trả lời các câu hỏi vì anh ấy không thể xử lý chúng đúng cách chỉ bằng cách nghe và kết quả là màn trình diễn của anh ấy đã bị chế giễu rộng rãi. Phong cách học tập chỉ là một trong những thành tố của phương pháp và môi trường làm việc của một người. Sở thích xung quanh sự hợp tác là một sở thích khác. Một số công nhân làm việc tốt nhất trong nhóm, trong khi những người khác làm việc tốt hơn khi ở một mình trong các mối quan hệ công việc một số người trở thành nhà lãnh đạo và cố vấn tốt hơn trong khi những người khác là những người theo sau một cách tự nhiên kỹ năng ra quyết định là một lĩnh vực quan trọng khác ảnh hưởng đến hiệu suất một số người là cố vấn hiệu quả trong khi những người khác đưa ra quyết định tốt hơn một số công nhân thực hiện tốt dưới áp lực và những người khác cần một khoảng thời gian dài để suy nghĩ tất cả những cân nhắc này đều quan trọng khi tìm kiếm bối cảnh công việc phù hợp Thật khó để thay đổi sở thích của một người khi nói đến các yếu tố môi trường và phương pháp. Chiến lược tốt nhất là chọn vai trò và dự án phù hợp với xu hướng tự nhiên của riêng bạn. Mọi người thường dễ dàng thay đổi điều kiện làm việc hơn là thay đổi chính mình. Phần 5. Key Insight 3. Các giá trị của một tổ chức phải tương thích với các giá trị của người lao động. Mọi người nên dành thời gian riêng tư để xác định giá trị và niềm tin đạo đức của họ là gì một phần của việc sống theo những giá trị đó hàng ngày là làm công việc phù hợp với chúng những người chấp nhận công việc tại các tổ chức có những giá trị cản trở giá trị của họ hoặc những người được yêu cầu làm công việc mâu thuẫn với niềm tin cá nhân của họ sẽ khó thành công bất cứ công việc nào được thực hiện sẽ khiến bạn bực bội và không hài lòng ví dụ một giám đốc nhân sự Người cá nhân tin rằng tốt nhất là lớp đầy các vị trí còn trống bằng các ứng viên nội bộ khi có thể sẽ xung đột với chỉ thị của công ty là chỉ thuê ứng viên bên ngoài, các giá trị của người điều hành và tổ chức đơn giản là không tương thích. Mọi tổ chức đều có các giá trị, cho dù các giá trị đó có được nêu rõ ràng hay không. Các giá trị cá nhân của người lao động không cần phải hoàn toàn phù hợp với tổ chức, nhưng chúng phải gần gũi với nhau. Cách một công ty ưu tiên phát triển hiểu rõ trách nhiệm đạo đức của mình và tiến hành quản lý nhân sự là tất cả các lĩnh vực mà các giá trị của công ty có thể nhận thấy rõ ràng. Phần 6. Thông tin chi tiết chính bố Người lao động cần cảm thấy như thể họ đang đóng góp có ý nghĩa cho thế giới. Vào thập niên 1960, người Mỹ đã trải qua một sự thay đổi xã hội trong đó người lao động bắt đầu quan tâm đến hậu quả và kết quả công việc của họ. Trước đây, người lao động chủ yếu làm theo những gì họ được bảo một phần vì lao động chân tay đòi hỏi những nhiệm vụ cụ thể hoặc do thứ bậc xã hội. Nhưng sau khi nhiều người bắt đầu làm việc bằng trí óc thay vì bằng tay, họ trở nên tự chủ hơn. Một kết quả của việc này là nhiều người bắt đầu cảm thấy bắt buộc phải có những đóng góp và cải tiến tích cực tại nơi làm việc và trong cộng đồng của họ. Để có những đóng góp có ý nghĩa trong công việc, người lao động nên phát huy thế mạnh của mình để thực hiện những thay đổi mà họ cho là cần thiết. Sự đóng góp, bất kể nó có thể là gì, nên được đóng khung thành một mục tiêu cụ thể có thể đạt được trong khung thời gian 18 tháng. Sẽ dễ dàng hơn để xây dựng một kế hoạch hành động xung quanh một mục tiêu cụ thể hơn là một ý định mơ hồ. Lý tưởng nhất là mục tiêu phải mang tính thách thức đối với tất cả những người tham gia, nhưng mục tiêu đó cũng phải có thể đạt được. Kết quả phải đo lường được để có thể xác định rõ liệu mục tiêu có đạt được hay không. Ví dụ, một giám đốc điều hành tại một bệnh viện muốn cải thiện các tiêu chuẩn dịch vụ không nên đặt mục tiêu quá tham vọng như trở thành bệnh viện tốt nhất trong nước. Thay vào đó, anh ta nên nêu rõ mục tiêu với trọng tâm hẹp và hợp lý, chẳng hạn như cải thiện thời gian chờ đợi của bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Thời gian chờ đợi có thể đo lường được, vì vậy người điều hành có thể theo dõi liệu có sự cải thiện đáng kể nào trong khoảng thời gian 18 tháng hay không. Phần 7. Key Insight 5 các mối quan hệ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của mọi người rất ít người thực sự làm việc một mình cho dù một người làm việc trong một tổ chức lớn hay là một người làm việc tự do thì hiệu quả công việc thường phụ thuộc vào các mối quan hệ nghề nghiệp với đồng nghiệp quản lý các mối quan hệ này là một phần của quản lý bản thân hiệu quả và nó đòi hỏi hai yếu tố chấp nhận và trách nhiệm kiến thức hữu ích để nuôi dưỡng các mối quan hệ làm việc tốt đẹp bao gồm điểm mạnh và điểm yếu chuyên môn của đồng nghiệp bối cảnh mà họ thực hiện tốt nhất và nhận thức về giá trị của họ có thể nói mỗi người có một phong cách làm việc riêng và hiểu được đây là một phần quan trọng trong quản lý mối quan hệ nhận thức sâu sắc về thói quen làm việc của người khác có thể giúp ích cho việc quản lý xây dựng nhóm và giải quyết các mối quan hệ công việc khác bất cứ khi nào có thể tốt nhất là tận dụng điểm mạnh của người khác và điều chỉnh điểm yếu của họ điều này đặc biệt đúng với các nhà quản lý cấp cao hơn trong hệ thống cấp bậc của tổ chức các nhà quản lý khác nhau yêu cầu các hình thức hỗ trợ khác nhau từ cấp dưới của họ và phương pháp làm việc phù hợp với người quản lý này có thể không phù hợp với người quản lý tiếp theo các mối quan hệ công việc thiên về các mối quan hệ giữa các cá nhân độc đáo hơn là bản thân công việc do đó tối ưu hóa công việc phải xem xét các đặc điểm tính cách điểm mạnh và điểm yếu chuyên nghiệp và phong cách làm việc trong một tổ chức trong một nhóm hoặc thậm chí trong một dự án mọi người liên quan đều có trách nhiệm truyền đạt chức năng của họ giao tiếp này có vẻ cơ bản hoặc dư thừa nhưng nó rất quan trọng để đạt được thành tích cao người lao động phải có khả năng trình bày rõ ràng vai trò của họ tại bất kỳ thời điểm nào bao gồm công việc của họ đòi hỏi điều gì phương pháp và thách thức là gì cũng như cách đạt được các mục tiêu các mối quan hệ làm việc trung thực hiệu quả được xây dựng dựa trên kiến thức này phần số 8. Key insight 6. Mọi người nên trau dồi sở thích nghề nghiệp bên ngoài công việc chính của họ. Trở nên không hài lòng hoặc chán nản với công việc ở tuổi trung niên là điều hoàn toàn tự nhiên. Khoảng 45 tuổi, nhiều người bắt đầu cảm thấy trì trệ trong công việc. Sau nhiều thập kỷ trưởng thành và thăng tiến, họ có thể cảm thấy như thể họ đã đạt đến mức trần của sự phát triển nghề nghiệp. Vấn đề là tuổi nghỉ hưu đối với hầu hết mọi người vẫn còn nhiều thập kỷ nữa khi sự nhàm chán nghề nghiệp này bắt đầu phản ứng thích hợp là trau dồi nghề nghiệp thứ hai nhiều chuyên gia thay đổi công việc cho dù đó là chấp nhận một vai trò mới với trách nhiệm cao hơn hay chuyển sang một ngành khác một số người thực hiện một sự thay đổi nghề nghiệp ấn tượng hơn theo đuổi giấc mơ cả đời trong một lĩnh vực khác một số chuyên gia rời khỏi tổ chức của họ để theo đuổi vận may của họ với tư cách là doanh nhân nghề nghiệp thứ hai không nhất thiết phải là một công việc được trả lương đó có thể là công việc tình nguyện cho một tổ chức phi lợi nhuận một tổ chức cộng đồng hoặc một nhóm tôn giáo một số người phục vụ trong hội đồng quản trị chấp nhận vai trò hành chính không được trả lương hoặc tình nguyện trong các tổ chức công cộng như thư viện phát triển các sở thích chuyên nghiệp hoặc liên quan đến công việc bên ngoài công việc chính của một người mang lại lợi ích bên cạnh các cơ hội phát triển mới công việc như vậy mở rộng các mạng lưới nghề nghiệp và cá nhân làm phong phú thêm cuộc sống của một cá nhân và hỗ trợ thêm trong những lúc khó khăn. Vấn đề đối với nhiều chuyên gia là quá dễ dàng để đảm nhận vai trò chính của họ. Thường, những người trở nên không hài lòng trong công việc không theo đuổi các cơ hội khác ngoài sự thờ ơ tuyệt đối. Những người tích cực chọn quản lý giai đoạn thứ hai của sự nghiệp là những người có nhiều khả năng trở thành lãnh đạo trong tổ chức và cộng đồng của họ. Phần 9. Người quan trọng. Peter F Dr. 1909 đến 2005, tác giả là một nhà tư vấn quản lý có ảnh hưởng. Phần 10. Phong cách của tác giả. Peter Drucker là một nhà văn có tài hùng biện, có khả năng chắt lọc một chủ đề trừu tượng, phức tạp thành những lời khuyên thuyết phục và có thể áp dụng được. Trong quản lý bản thân, anh ấy viết ở ngôi thứ nhất, nhưng anh ấy dựa nhiều vào các ví dụ lý thuyết hơn là kinh nghiệm cá nhân của mình. Ông cũng sử dụng một vài nhân vật lịch sử để minh họa quan điểm của mình. Hầu hết những nhân vật này là chính trị gia, bao gồm một số tổng thống Hoa Kỳ. Hầu hết các tiêu đề phần trong quản lý bản thân được cấu trúc dưới dạng câu hỏi, chẳng hạn như điểm mạnh của tôi là gì và tôi thuộc về đâu. Những câu hỏi này được thiết kế để truyền cảm hứng cho sự phản ánh và tham gia của người đọc. Phần 11. Góc nhìn của tác giả. Peter Drucker đã làm việc với nhiều năng lực trong suốt cuộc đời lâu dài của mình, dựa trên xã hội học trong sự nghiệp tư vấn của ông trong thế giới kinh doanh. Khi quản lý sự nghiệp của chính mình, Drucker chủ yếu coi mình là một nhà văn. Ngoài sách, ông đã viết một chuyên mục cho tờ Wall Street Journal trong 20 năm, bắt đầu từ năm 1975. Một là một văn bản được thiết kế để giúp người lao động quản lý sự nghiệp của họ, quản lý bản thân chắc chắn thuộc danh mục tự lực. Định hướng này phản ánh vai trò của Drucker với tư cách là một giáo viên, nhưng Drucker cũng là một lý thuyết gia quan trọng, ngoài những đóng góp của anh ấy trong việc giảng dạy và công việc của anh ấy với tư cách là một nhà tư vấn quản lý chuyến bay hàng đầu. Do đó, cuốn sách của ông chứa đựng những dấu vết mờ nhạt của lý thuyết quản lý, đặc biệt là những ý tưởng của Drucker về cách xã hội thay đổi trong thế kỷ 20 khi nhiều công nhân chuyển từ lao động chân tay sang công việc tri thức, thật vậy Drucker đã phát minh ra chính khái niệm về công việc tri thức mà ông đã bắt nguồn từ năm 1946 với việc tạo ra chiếc máy tính kỹ thuật số đầu tiên. Hai là nhà tư vấn quản lý xuất sắc trong thời đại của mình, Drucker nhấn mạnh giá trị mà người lao động mang lại cho tổ chức của họ. Nhiều quan điểm mà Drucker thể hiện trong 34 cuốn sách của ông được coi là cực đoan vào thời điểm chúng được xuất bản. Ba ông thường dự đoán các xu hướng và lý thuyết trong quản lý và kinh doanh. Ví dụ, trong quản lý bản thân, Drucker đưa ra giả thuyết rằng các giá trị quan trọng đối với người lao động thậm chí còn hơn cả tiền lương. Phần 12, kết thúc Instagram Chúng tôi hy vọng bạn thích Instagram này.